Chị chào các bạn. Video trước mình cái phần 2 của video này mình tiếp cái video trước mình có tạo cái câu intro mình vừa đạn bạn để sử dụng mình trong cái tiêu đề mà nói là cái intro sử dụng cho tất cho những dòng nhạc bolero và sử dụng những dòng nhạc ballad trẻ bây giờ được nữa các bạn. Thì tại sao mình nói như vậy các bạn? Thì trước tiên bây giờ mình hôm nay sẵn video hôm nay mình chia sẻ với các bạn sơ về ballad. Một anh các bạn nào thích thích kiểu ballad thì mình comment với để mình nói mình chia sẻ kỹ về điều ballad này mình tập ha. Thì cái điệu ballad các bạn thì nó là ballad, nó là một cái dòng nhạc ballad chứ không phải là cái điệu cụ thể các bạn. Nếu mà chậm thì là slow ballad, mà trung trung là bop ballad ha, mà chơi giật bạo lên là rock ballad. Ballad có ba cái cách chơi đơn giản các bạn, mình hiểu vấn đề thì rất là dễ. Thứ nhất là ballad mà dạng chơi 4 beat. Ballad thì nó có hai loại nhịp, nhịp 2/4 và 4/4 nha các bạn. Bolero nó cũng có hai loại nhịp. Ngày xưa người ta có loại nhịp bolero loại nhịp 2/2 nữa bạn. 2/2 là sao? Là trong mỗi nhịp nó chỉ có hai phách thôi. Giống nhịp 2/4 nhưng mà mỗi phách có giá trị trường độ bằng nó tròn chia 2, tròn chia 2 là nó trắng. Vậy cái nhịp 2/2 của bolero ngày xưa là mỗi ô nhịp có hai phách, mỗi phách giá trị trường độ bằng một nó trắng nha bạn. Nhưng giờ hình như người ta bỏ, người ta không có chơi cái nhịp đó nữa. Bây giờ bolero chủ yếu là chơi nhịp 4/4 các bạn ha. Thì đó, thì bolero cũng nhịp 4/4 và ballad cũng nhịp 4/4. Và ballad có là nhịp 2/4 nữa, nên bữa nay mình phân tích nhạc ballad mà nhịp 4/4 nha bạn. Thì tại sao mình đưa cái câu intro này vô nhịp ballad, vô nhạc ballad được. Đây nè bạn. Đây, ballad nó có ba cách chơi. Thứ nhất là mình chơi cái dạng mà 4 beat, là trong một ô nhịp ballad ha, 4/4 thì mình chỉ cần đánh đều 4 tiếng thôi. 1 2 3 4 1, trong đó 1 là mạnh mạnh yếu mạnh yếu mạnh đó các bạn. Đó là cái cách mà chơi mà là nhịp mà cái cách mà chơi ballad mà dạng 4 beat này. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1. Cái loại này thì cái này nó rời rạc nên ít ai chơi, là cũng là rất là ít nha bạn. Trong bài hát thỉnh thoảng ở đầu bài hát người ta rải vậy thôi, còn chủ yếu là 8 beat. 8 beat là chơi rất nhiều. 8 beat là gì bạn? Là lúc đó mỗi một phách nó tách ra làm đôi nha, không tách ra làm đôi. Để mình phân tích ballad xong rồi mình nói ballad nó giống bolero như thế nào, để tại sao cái đề cái câu intro mình chia sẻ với bạn trong cái phần 1 chương trình mà mình nói câu nãy vừa đờn nãy đưa vô nhạc ballad cũng rất hay. Là sao bạn? Là bà hồi nãy là dạng 4 beat, này là 8 beat, lúc có một cái phách nó tách làm đôi ha. 1 2 3 4 1, cứ phách 1 là mình nhẹ, mới phách mạnh mình nhẹ mới chân phải, phách yếu nhẹ bên trái nha bạn. Cái cách nhịp mình như vậy cho nó dễ. Còn nếu anh em mình không quen nhịp một chân cũng được, nhưng mà nhịp hai chân mình nó rất là tiện, mình phân biệt rõ ràng cái ô nhịp ha, và phách mạnh phách yếu. 1 mạnh, 2 yếu, 3 mạnh, 4 yếu nè. Bass ví dụ như đánh ballad, slow ballad nè. Bass 3 2 3 1 3 2 3 bass 3 2 3 1 3 2 3, bass trên dây đàn đó. Còn nếu ra tiếng nè, bùm tùm 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 tùm, cái dạng 8 beat này rất là đó là mình móc dây, còn quạt bùm chắc bùm bùm chắc bùm 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 chắc bùm bùm chắc bùm 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 chắc bùm, 1 và 2 và 3 và 4 và 1 đó. Cái dạng 8 beat này rất nhiều, như bài vậy nhớ một thời đã yêu người ta cũng hay chơi 8 beat ballad các bạn, hay là những cái bài như cái điệu disco là 8 beat disco cha cha, 8 beat cha cha hay đó. Đó là cái dạng thứ hai. Để nói mình nói sơ trên nhạc lý rồi xong mình đưa vô cái đàn để các bạn hiểu hơi hơn ha. Thứ nhất là nãy là 4 beat, bây giờ là 8 beat, lúc đó cái phách nó tách làm đôi. Rồi cái dạng thứ ba nữa là 16 beat. Tức là cái nhịp vẫn vậy, cái phách cũng vẫn bốn phách, mà lúc này cái phách nó tách làm tư. Ha, cũng phách mạnh phách yếu, phách mạnh phách yếu trong ô nhịp lúc đó, nhưng mà 1 và 3 và 2 và 3 và 3 và 3 và 4 và 3 và 1. Hồi nãy 8 beat là cái cách nhịp nè, 1 và 2 và 3 và 4 và 1, và là cái nửa phách này bạn,
một và nè, hai nè, và nè, ba nè, và nè, bốn nè ha, một nè, một và hai và ba và bốn, quay về một, đó là 8 bit. Còn 16 bit lúc đó nó tách ra là 4. Mình để mình bạn chịu khó nghe coi này xíu nha, để mình đưa nó tại sao cái câu intro đưa vô cái điệu ballad được. Đây rồi, lúc là ballad 16 bit là vậy nè bạn. Lúc đó cái phách không còn tách ra làm 2 như nãy mà tách ra làm 4. Thì lúc đó hồi nãy là 1 và 2 và 3 và 4 và mạnh và yếu và mạnh và yếu ha. Còn giờ là mạnh và bà yếu và mạnh và bà yếu và bà mạnh. 1 và bà 2 và bà 3 và bà 4 và bà 1 và bà 2. Lúc đó mình quạt 1 và bà 2 và bà 3 và bà 4 và bà 1 và bà 2 và bà 3 và 1. Đó là cái đó là ta 16 bit á. Rồi tùy theo nhẹ, tùy theo bài trong này, lúc là những cái bài này người ta thay bằng hình những cái dấu lặng để cho nghe nó nhá nhấn nhá rất là hay các bạn đó. Nhưng mà cơ bản nó vậy, tức là nhạc ballad mà mình nó rất là nhiều cái trường phái. Nhưng mà cách chơi mình thì có 3 cách chơi. Thứ nhất là chơi dạng 4 bit, mỗi một phách mình rải một tiếng thôi. 1, 2, 3, 4, hết đầu nhịp quay về 1. Thứ nhất là, rồi thứ hai nữa là tách ra làm đôi, là dạng 8 bit. Là 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Cái dạng này thì là đánh căn bản. Nhưng mà sau này trong cái này thỉnh thoảng ví dụ như phách 3 người ta chẳng đánh mà ta thay đó là một dấu lặng, hoặc là phách 2 ta thay là một dấu lặng. Đó là tùy theo cái tiết tấu cái theo bài hát hang đó. Nhưng mà cái căn bản là như vậy, mình nắm như vậy là mình chơi được qua lá rồi đó. Đó là dạng 8 bit. 8 bit mình gặp rất nhiều nha bạn, 8 bit. Rồi cái dạng thứ ba nữa là 16 bit. 16 bit là lúc có một cái phách nó chia làm 4, tách là 4. Thì lúc đó mình cũng vẫn nhịp, mình nhịp vẫn vậy, nhưng mà cái tiết tấu đánh nhanh hơn, bị lúc tách làm 4 phải đánh cho 4 cái mới kịp. Đúng không? 1 và 2 và 3 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Rồi bây giờ mình vô tiếng trống rồi xong mình đưa cái câu intro vô đây để các bạn hiểu ha. Mình mà hiểu chưa vấn đề thì rất hay bạn. Cái ballad mà có nhiều cái dạng anh em mình, ví dụ những người tuổi như mình lớn tuổi dạng U50, 60, U70 ha, rồi chơi nhạc thì bolo chơi rất là nhuần nhuyễn, nhưng qua nhạc ballad thì có anh em không chơi được, có anh em chơi được nhưng mà lại nó không có nhuần nhuyễn, nó hơi bị khẩn, có như dạng mà chơi mà tính cái là gượng gạo ha. Còn ngược lại với trẻ thì nhạc ballad chơi rất là nhuần nhuyễn, mà khi gặp nhạc bolero thì đánh thì rất là khập khự, không có hồn gì hết hay là không hay nhé bạn ha. Thì đó là, rồi bây giờ mình nói về nè, ballad thì nó có hay riêng của ballad, dòng nhạc trẻ mà. Bolero có hay riêng của dòng bolero. Nói chung mọi cái có hay riêng, nhưng bolero nó phù hợp với tuổi anh em lớn tuổi hơn, còn ballad thì nó phù với trẻ. Nhưng mà nếu mà phân tích kỹ ra thì nhà cái nhịp bolero, nhịp ballad cũng giống nhau bạn. Đây nè, giờ mình bạn coi nè. Và 2 và 3 mình nhồi lên.
mình đưa câu dạo vô nha, coi chung. Tấu này mình đánh đi bolo mà coi nè. Dò nhịp chân cái điệu ballad mà nhịp hai chân vững nhịp không có giỡn, nhịp cứ phách mạnh là bục bục phách yếu cắt bục bục mạnh yếu mạnh yếu mạnh rất ok rồi. Bây giờ mình bằng theo cái mình cách nhịp, nhịp chân nha, mình chia sẻ cái nhịp chân. Bây giờ mình chia sẻ cái cách nhịp chân trong cái điệu ballad nha bạn. Cái chân phải mình thì đâu về trắng nè bạn, rồi chân trái là đâu về đen, có bạn vui là hát bạch xong hia đó đó. Bây giờ ha, bây giờ mình chia sẻ cái cách nhịp trong cái điệu ballad ha, cũng y như bolo thôi. Bây giờ trước tiên là mình chia sẻ cái cách nhịp, mà cách chơi và cách nhịp trong cái cách mình chơi ballad 4 beat ha, tức là mỗi một phát mình đánh một tiếng. Bye.
giờ tắm đi đó. Cái tắm gì khác người cũng gì đâu nhiễm gì đi. Quạt quạt lên tắm đi nè. Các cục dạo đưa cái gì đi bô rô mà thấy coi, tức là một cái con mình có thể sử dụng bô rô hoặc ballad để mình đưa cái câu yên vô được các bạn. Bây giờ bạn nghe cái bô rô nè. Mạnh yếu mạnh
Qua cái video hôm nay thì mình muốn nói với các bạn là những câu dạo ha của điệu để sử dụng cho bolero mình đều sử dụng cho ballad được nha bạn. Ngược lại, những câu dạo của ballad mình cũng có thể đưa vào bolero mình chơi được. Tức là những bài hát ballad mình có thể đưa qua bolero mình chơi được. Hoặc là những bài ballad và những bài bolero mà mình muốn nó trẻ trung một tí, mình đưa cái hơi hướng của ballad vô dẫn được rất hay nha bạn. Đó, để cho nó mới mẻ tí. Tức là bolero, dòng nhạc bolero và dòng nhạc ballad nó về nhịp thì nó cũng rất là giống nhau, nhịp 4/4 các bạn. Hồi xưa bolero có nhịp 2/2 nữa thì tương ứng nhịp 2/4 ballad, nhưng mà giờ cái nhịp 2/2 bolero thấy ta ít chơi rồi, ta chỉ chơi bolero 4/4 thôi. Thì bolero 4/4 thì ballad cũng 4/4, cái nhịp nó rất là giống nhau nên cái cách nhịp chân cũng mình cũng nhịp giống vậy bạn. Phách 1 phách mạnh, phách 2 yếu, 3 mạnh, 4 yếu như vậy ha. Còn theo cách nhịp của mình thì phách mạnh mình nên nhịp thì chân phải, yếu nhịp chân trái ha. Đó rồi là những bài bolero mình vẫn đưa điệu ballad cho mình điểm cho những bài bolero được. Hoặc ngược lại, những bài ballad mình vẫn điểm bằng bolero được ha bạn. Như đó, bài hợp thì rất hay, không hợp thì cũng được, chứ cũng không phải là nó sai vậy chứ bạn. Tại vì cái nhịp 4/4, cái cách giữ nhịp mình cũng giống nhau đó, nên mình muốn gửi gắm đến các bạn mình, anh em mình lớn tuổi chơi dòng bolero rất quen, nhưng có một số anh em chơi dòng qua ballad lại bị khựng ha, hoặc là chơi một tính cách là rất là gượng gạo chứ không được nhường nhuyễn. Mình xin lỗi nha, có những người cũng rất là nhường nhuyễn dòng ballad ở người lớn tuổi, nhưng mà ý gì mà nói vậy không, thì hôm nay video này mình muốn nói là hai cái dòng nhạc này nó cũng nhịp 4/4, cách giữ nhịp cũng rất là giống nhau, nên từ đó dù anh em mình solo trên dòng bolero rất hay, thì không cách gì mình không solo được hay trên dòng ballad nha mà. Hoặc là ngược lại, những bạn trẻ chơi ballad rất hay thì mình cứ nắm được cái nhịp 4/4 như vậy đó, thì mình đưa qua bolero mình chơi cũng sẽ rất là ok mà. Thì video cũng dài, mình xin dừng ở đây. Chúc tất cả các bạn chị mình tập đàn mau thành công ha. Mình xin nghỉ đây.